Hello, xin chào cả nhà. Biển Dâu xin chào cả nhà. Hôm nay mình lại làm chia sẻ tiết canh nha cả nhà nha. Cứ tiết canh huyền thoại. Đấy. Mình cứ hai video làm một cái tiết canh, hai video một cái tiết canh. Nên là cứ phải làm tiết canh. Đấy. Chào cái đầu bếp Hùng. Xin chào nha. Lâu lắm hôm nay lại tóm được đầu bếp Hùng. Mình cứ hay là đầu bếp này, ai cứ vào bếp nấu là mình gọi là đầu bếp chứ không phải là đầu bếp đâu nhé cả nhà nhé. Nhiều bạn bảo là đầu bếp giỏi mà không phải đâu. Cái câu mình nói cho nó vui thôi, còn vào bếp làm thì là đầu bếp. Còn như kênh của mình ấy là ai vào nấu là cứ là đầu bếp. Thực ra thế này này, cái vào nấu mình cứ chia sẻ này. Mình làm video về ẩm thực, ăn uống. Đấy, mà mình làm có một mình thôi cả nhà. Đấy, mình cứ chia sẻ đấy. Thì đằng nào anh em con cháu cũng đến làm mới mà ăn. Gọi đến thì, đấy hôm nay có mồi nào mồi kia đấy. Tự cho chúng quyết định thích ăn cái gì bảo ông Nguyễn mua về tự đi làm cả đêm về bảo là điện mình từ tối qua bảo là anh ở nhà xem bố trí mai vào làm cái canh có ngay đấy, biển này, bây giờ lại vào chia sẻ cái luộc đồ của biển đây đấy. Bảo này ăn là chất lượng như cả nhà đấy, những người dân ăn cái canh thì nhìn nên hiểu luôn đấy, vách ngăn gọi cái giải được anh thế ngon lắm cả nhà, một cái chàng bé hát thì chàng cái vớt được luộc xoăn tít rồi hồi hồi luộc rồi luộc nửa tiếng ngay rồi cái này quắt hết sàn này đấy, cái đấy thôi cả nhà nhá. Đấy, mình vào cứ tại nhà mình lấy không toàn vách ngăn thế này anh, cái canh cũng ngọt thật thật bố đời ôm mày đã nuốt được một nhỉ, sao nhanh chứ cho vào chưa băm đấy không nó nhỏ quá. Đấy, cả nhà cho đấy à, từ cho bát tôi mà trộn luôn này. Cả nhà. Nhìn cái bổ như này đẳng cấp chưa, tiền vào khác đẳng cấp ngay, nhiều khi còn có tiền còn không liệu không có băm cái này nó khó đấy à, cả nhà mình cứ chia sẻ đây là cái thớt này mình tiện dùng nó tiện lợi lắm, nó nhỏ mà có bố thích dùng đây, còn đây thì có này 3-4 cái này. Đấy. Nó to loại to thì chặt gà chặt vịt thôi như thế, nên cả nhà dùng một rổ ớt đây để mình lại muối đấy, ớt này ớt muối nén nhá để mình nén đấy cả nhà chứ không gì đâu, chứ không phải là ớt muối kia à. Nước sôi đừng nóng ấy nhá cả nhà nhá, cho mình chính bát đĩa một trang rửa hết rồi sạch sẽ luôn, không là mình cắt dần nó đi nhiều thời gian video có thời lượng đấy. Mình cứ chia sẻ thôi, cũng mình hôm nay mình cũng đọc một cái comment của một bạn ấy bảo sao đánh mãi cái kênh vẫn không được đông, nên mình chia sẻ này nhá, chắc là nếu mà bạn đánh cái kênh nọ thì bạn đừng cái nước dùng ấy là bạn chỉ cho nguyên nước mình chính không thôi đấy, nó như thế lô chứ còn bạn mà cho muối vào thì chắc không bao giờ đông được, đúng rồi, bạn mà đánh sao đánh mãi không đông không thành công ý đấy. Còn nếu mà cái tiết này người ta nó hãm nó mặn ấy thì một môi nước à, một môi tiết hai môi nước đấy, cứ thế mà làm, nếu mặn hơn nữa cho 3 môi chẳng hạn đấy, 3 môi nước một tiết 3 nước chẳng hạn đấy, đấy. Còn như tiết người ta ở nhà mình đây là tiết của mình họ hãm rất chuẩn, bà hãm được ngon như cả nhà, ngọt lắm, ăn cái giải này ngọt lắm đấy, cái cạnh làm như cho nó mát mẻ đấy, ta cũng làm như cho nó mát mẻ ngọt nhỉ. Thôi làm thêm mua cái này làm cái này nó cũng đợi ra liền, trộn lên là chia ra để tiếp tục trộn bổi, trộn nó đều lên cả nhà, hành nhé, hành khô nướng nướng nhiều quá thôi này, cậu chia sẻ ra các bác thế là xong, ngon quá cả nhà, bát bổi chất lượng cuộc sống, hành khô nướng nhiều bánh 6 bát mỗi người 2 bát thế là êm vẫn cũng thằng người, 2 bát là hơi nhiều rồi, 2 bát là phải đầy qua. Cả nhà 6 bát cái canh này nhiều quá, chất lượng của cuộc sống. Như cả nhà. Ba môi tiết thì mình cho 4 môi nước nhá. Thế là tiết mà nó vừa, nếu tiết mặn thì đánh 1-2 chẳng hạn ý đấy. Rất chi là đơn giản. Còn ý đấy, người chân thần người u rồi rất được đâu chứ cắm làm gì? Rưỡi một tiết nó mặc phải cho
Mẹ, nhà thì em đấy sợ là giữ chín ớt này. Rổ ớt này, ớt nén đấy, tao phơi khô tao nén. Rồi cho ráo đi. Còn mập mỡ đây. Ừ, quên nó băm mẹ nướng mấy quả ớt xanh này băm vào nướng vào nhỉ, ăn nó ngon nhỉ. Anh gấu làm gì đấy, anh gấu không? Ha, gấu cho lại béo rồi. Béo nó giữ nhỉ, nó nhìn thấy khuyết vòng nuôi nó không được nhỉ. Con này... Nó sống nước tươi như thế này. Con này... Đấy mà nó còn bé, mai mốt nó nhớ thì... Ôi, đông mẹ trên tay rồi, mãi chuyện quá cả nhà này. Đấy, thấy chưa? Mãi chuyện quá, đông luôn theo tay như này thôi. Thôi, nó lại béo gấu rồi. Ê, chú đưa cái xong nó nặng lên cả nhà đây. Đấy, cái mái chuyện với tiếng Hùng ấy thôi, đã được đông đông, đông hình tảng rồi. Đấy, đấy tiết đấy nó hát quá phải là chuẩn không? Thế này, cái này không ngoáy lên này. Thôi đông rồi, đông hết luôn. Ê, mày đau. Đấy, Tuân nhìn thấy cậu đánh đỉnh không? Đông theo tay luôn. Đấy, mà không nhanh là... Đấy, cái kiểu mà không tính toán kiểu này, nó chơi một mẻ thôi, nó mất đi hết. Quả văn đông như tay luôn, sợ rồi. Đây cả nhà, đông luôn nhé. Nó vào từng này nè, đổ đánh cho chó ăn. Thôi, cứ cho ăn tất rồi. Chó là mình được uống. Vâng. Bỏ kia ra. Chó lại đổ ra một cái bàn. Đồng bố rồi. Đúng rồi, tí cho em giống em ăn một xo một tiết cả nhà, từng ngày đánh đông vào cho Nick ăn. Em bỏ vào cái bộ hộp kia rồi mình đã đánh xong nha, mở cả nhà này nên ăn với anh em chú cháu mình nha. Tiết canh lợn buổi sáng à, mời cả nhà ăn sáng nhá. Đây là bữa tiết canh nồng lợn rồi là cứ truyền thống nhưng mà tiết canh nồng lợn thế nhưng mà còn là khác diễn viên đấy, như thế cả nhà. Thôi nhấm đi các cháu ạ. Rượu sáng, có nhiều rượu. Này hôm xưa bắt bọn Tuân nên phải lên múc ấy. Đấy, rau sống nhà chồng. Mới là thằng cháu này lên nó rất rau sống mà cậu sốt hết cả ruột. Cái nhà nó rất thằng đĩa to thoải mãi. May là mưa nhiều quá, chết sát nghiệp. Tao chết mẹ cái hộp rau kia, tiếc con đấy mình cho cái đĩa phân chim mà. Rau húng bên La Bé đấy ạ? Ừ. Cả rau ngổ, rau răm. Hôm qua ta phải vất vả quá cả ngày, cả buổi sáng đi lấy bùn, lấy biết về lại dùng mẻ mới. Em đang có ý định là hôm nay đến còn lấy cái đấy về để nhân giống nhà. Thế nhưng bây giờ mà nó bị thế. Nó chết sạch rồi. Nó lớn. Nó may ra được một vài mầm nó hồi lại đã. Lúc đầy thì đeo đây. Bây giờ phải cho nó ăn. Nó giòn lắm. Cả nhà quên này, lại chia sẻ lại cái. Không phải quảng cáo, ơn nén của biển đấy. Ý nữa mình lại làm một nọ ớt nén một quả ớt to của như ngon tay đấy. Ông Trần Hiển Dâu cho mình. Còn là ớt này được xuống như bát phở mình lấy hàng tạm. Ít mà. Ớt này nén này ăn con năm ngày khác rồi để phòng ứng vào mùa đông cũng có. Đây chẳng qua không kỳ đâu, kỳ câu anh say được. Nhưng mà phải có thời gian. Trên tay cả nhà biết đấy là tết là nó như nào rồi. Đúng không? Chắc chắn là tại mình mà chuyện với thằng em quá là quẫn nó lâu chết rồi thì tại chứ còn bây cho nên rút kinh nghiệm đánh vài mươi một thôi, nhiều người cũng biết là đổ tất cả đánh quan trọng là vừa mất ăn luôn. Hết đi lâu ngày cũng gặp thằng có em này nghe cũng nhớ quá cả nhỉ. Chính người mẹ biết chúng qua cho mình thức cảnh bởi vì nó là quán là nó bán thôi. Đây là quán nó không mở cho ra chợ ngồi thôi cả nhà. Cho nên ông nào người làm nhá. Nó không có thức cảnh đâu, không có thức cảnh ăn đâu. Ui dồi ôi, quá. Ở nhà thích ở nhà đấy, cứ cháy tiếp. Muốn ăn phải đi nó từ tối mà nó một phần nào cứ bảo mình đứng ăn đây nha để có nó hết đâu rồi. Anh biết không? Đánh này đánh ấy. Nhưng làm ở nhà như thế ăn nó an toàn. Như là bây giờ thử bây giờ nó dịch bệnh nên người ta không thích. Nên là bây giờ cái tay thì nặng nó cháy chứ. Đấy. Để làm được cái phòng. Thôi nhá, xin các bạn nhà như thế này. Phát xem cho nó mát với đồng mặt. Vẫn cực lắm. Chờ mát với đồng cái mùi một.
đang ăn chú Hùng nó bận quá cả nhà, điện gọi nó suốt suốt ngày. Thở ớt nào? Không ăn canh. Không canh. Cả nhà này, chắc cả nhà chưa biết đầu cái Hùng là như nào. Đầu cái Hùng là em rể của mình. Đấy, nhiều khi mình không giới thiệu đâu. Khó. Nhưng mình không giới thiệu, đã ngồi làm như là mình là toàn anh em nhà hết, chú thế con chú con ba không cậu biết. Nhưng mà cũng là biết tí gì về vấn đề là phá cái con mỡ đâu chú lấy bát ra nhé, còn chú mà nó chuyện việc của chú còn như mỡ bát hết rồi, mỡ cậu cháu hết rồi. Chúng mà ông này bật quá, thực ra không bật quá, nó tỏ như vậy. Từ vắng mà trời. Mình lấy hai bát uống một, hôm nay cũng uống được một tuần. Một hai ba chú Hùng đắt sẵn hết nẻ đây. Chèo con đi cày sáu là hai ba tí cày tuyệt vời không mà chồng thì hoa là chặn hết à? Chặn hết cứ vừa nhau thì vẫn chặn. Người dân già nhiều mời về nhà tiếp tục. Đấy, người hai ba tí cày chất lượng cuộc sống ăn đi cháu ơi. Chưa biết tí cày thì chú chỉ nói mấy mày là không ăn nhanh được mà biết làm sao không? Đang ăn vào đây chỗ thịt giả nó còn ngọt đấy, xong rồi đùng một cái lại có sốt mảnh mà nhanh nhanh có thịt mảnh và miếng mổ gà hoặc là vào cái chỗ nó giảm cái độ một miếng tỏi. Một miếng tỏi, một rau tỏi và một ít quả ớt nén rất gì là ngon cả nhà. Chanh chưa? Bắt chanh chưa? Đã ừ, đấy còn chanh đấy. Đấy, đấy. Cứ hồi đó. Cô làm đọc lên thì mình thiếu mất thịt chanh kia đấy đọc. Nói thật ra cả nhà này cái món ăn này để đấy nói cay đắng và là có nhà có gì mình làm video rất chân thật, nhiều bạn biết là công nhận ông Nguyễn làm chi tiết và chân thật, tại vì là mình không hoa mẹ hoa sói gì đâu, làm ăn của gia đình như làm bộc phát như làm như y xì đấy, làm theo những kiểu bản năng của các cụ để lại nhà mình đấy, là mình bé sinh ra lớn lên cho ăn thế nào làm như nào là như thế đâu. Còn bây giờ nó tạo hóa các kiểu lắm, ô hợp vùng miền là nước trẻ hay là nó bắt trước nó xem ở miền Trung, miền Nam, miền Bắc nó ô hộp nó gõ vào, xong là nó nhiều khi nó bình luận mà ông ăn thế là thiếu, mình bảo thế nào là thiếu, nó bảo ông phải cho rau thơm, nhưng quê ta không cho rau thơm đúng không, người ta cứ ăn phải theo truyền thống ý đấy, cho nên là không nên bắt chước. Mình ở đâu mình truyền tải lên món ăn vùng miền, chưa một YouTuber nào mà nó chia sẻ như vậy đâu, mất cả một cái gì nói hàng thật việc thật, nói lên mình quan tính chất là để nói rất là chuẩn chỉ. Mời cả nhà nhá, kem một hộp kem 12 nữa. Tuyệt vời một trời. Nhiều nào cũng hết nhỉ, có điều mới. Nào như sắt đất. Này mà nhai mà miếng sụn thì thôi. Tuyệt vời luôn. Nhà mẹ răng. Em nói tại sao ra quán mua con gà rồi ngon. Thế là chú côn hết rồi. Nè, anh cứ bảo không thấy là cái cái này là húng gió, không phải húng gió, không phải cái dòng bên dòng kia hết rồi, dòng kia mình dính dạng đúng không? Dính dạng, húng gió, mấy đứa nó vô phục này, ngồi anh cũng phải ngồi. Đấy, anh lại đang miếng tỏi, đang tí ấy này chua chua vào đây. Nếu để ý là quanh kiểu theo bản đồ Việt Nam. Nhưng mà vào bát này là mình chơi kiểu là cháo lóng múc quanh, nghĩa là quanh từ ngoài vào trong. Thế tô khoảng, thế tô ăn khoảng giòn. Không có thể ăn này. Bạn nói chuyện thì cười búa hơn. Ăn là ăn rất lời. Anh xem, anh biết rồi. Anh đánh vô tiết cực à? Đại giả là đánh vô tiết cực. Nước chả thế khó à? Nước chả thế khó à? Đậm đặc luôn. Này, này. Có đứng đây mà khóa đứng tay à. Này dùng rồi hôm trước em dùng rồi nói em. Thứ này ra đây. Cứ nhai mặn dần luôn. Chú không biết.
nằm dưới. Tại cháu nó nhìn thằng chú không ăn rồi, nó cứ chưa được nó lại lại nằm dưới, nó ngồi nó xem. Cái đợt anh bảo nhà của sư. Nhai. Anh nhai cái gì? Mẹ. Xong mà nằm đúng ở chỗ gọi là giảm tốc độ. Để không như cái chỗ người ta sợ cái xương gà, xương gà bị vị nó nguy hiểm cả nhà. Chó chơi xương gà thì bị dính rồi, dính luôn vào nhất là cái chỗ mà tiểu cánh. Ở cho em xem lâu một miếng nào. Thằng con này lúc này cũng cứ ưu tiên em thằng lâu. Anh gấu nào? Gấu này là nhà. Gấu này là mốt bao nhiêu tuổi đồ nó kinh nghiệm. Thì bây giờ nó gửi nó cắn nó lô chẳng được. Cái này. Cái gì? Không có tính rồi. Nó tuổi trẻ, tuổi trẻ đang hung hăng á. Nhưng mà nó biết là anh em mình nên nó đang làm mất cái gì thì tỉnh chú là thích các bác là bảo nó ôm hồn tao biết này. Mình gặp là như thế nào thấy không thấy. Bắn lục nó chèo được, không đứng đứng cái đường lên. Nó hồi xuống. Mà nó xuống nó lúc nào trước kia rồi. Bỏ nó không được. Nhưng mà tưởng mới là rốt. Là làm như thế nhỉ? Là không bán, không thịt. Rồi bán thì khó rồi. Hết thế nhỉ? Hết. Hết. Cho nên tại sao nó như được? Anh để nói con này nó thích anh để cho con kia, mà nói thịt lên. Mình đã nuôi chó, chỉ nó giữ nhà nó khôn, mình để cả chốt, chết, chôn. Trừ mới con là ngu, con là ngu biết thế nào, con là ngu, con là thịt ngại. Tại sao ngoài bà ngoại nuôi con đéo quay, anh bảo không thịt, cho thì không thịt, nó có vấn đề anh không thịt. Đây là phải cảm ơn là nhà theo dõi nếp nhá, muốn là xem thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Hẹn gặp lại sau nhá, chào cả nhà yêu.